Có thể các bạn chưa biết, tháng 8 vừa qua đã diễn ra một cuộc thi cá bảy màu với sự quy tụ của hàng trăm cặp cá đẹp trên khắp cả nước và cả nước ngoài đổ về để tranh tài khoe sắc với nhau. Cái niềm đam mê nuôi cá cảnh này á, thì không phân biệt tầng lớp, giới tính hay là tuổi tác gì cả. Kể cả những chú lớn tuổi nè, hay là những bạn trẻ, đều có thể nuôi được chúng. Mỗi người đều có một sở thích và mục đích riêng. Có bạn thì nuôi vì kinh tế, có bạn thì nuôi vì sở thích, có bạn thì nuôi vì thư giãn. Cho dù mục đích gì đi chăng nữa thì đều xuất phát từ đam mê, đúng không các bạn? Một bật mí nhỏ dành cho các bạn yêu cá bảy màu trên khắp cả nước. Đầu tháng 12 sắp tới đây sẽ diễn ra một cuộc thi rất là lớn và hoành tráng luôn, mang tên Hạnh Thuận Guppy Champion Việt Nam, với tổng mức đầu tư và giải thưởng lên đến 35.000 USD, bao gồm 24 bảng thi đấu tranh tài với nhau để sở hữu những chiếc cúp lung linh này. Để tổ chức được một cuộc thi, ngoài ban giám khảo và ban tổ chức đầy tâm huyết thì không thể thiếu những nhà tài trợ đồng hành. Cùng với đó là nhà tài trợ chính Extra Bio, một công ty về chế phẩm sinh học. Chắc các bạn không còn xa lạ gì với loại vi sinh quốc dân này nữa đâu, đúng không? Một bật mí thứ hai về Zero Shock. Đây là một sản phẩm được ví như phao cứu sinh dành cho bể cá, với công dụng chính chống sốc, giảm stress và hồi phục nhanh. Đây là một sản phẩm mới của công ty Extra Bio chuẩn bị trình làng đến các bạn yêu cá. Với chiết xuất từ lá cây nho rừng, có tác dụng ổn định nước trong bể cá, loại bỏ các tạp chất, giải độc nhanh khi cá có biểu hiện ngộ độc nè, giảm stress, hồi phục nhanh vết thương, kích thích cá ăn tốt hơn và tăng sức đề kháng, không ảnh hưởng đến hệ vi sinh, và đặc biệt là dùng được cho cả bể nước ngọt và bể nước mặn luôn nha các bạn. Đây là một sản phẩm chắc chắn đầy hứa hẹn và không thể thiếu đối với các bạn yêu cá trên khắp cả nước.